Không. Mấy giờ đố anh? Bắt đầu đố chưa? Kế xong mới đào ra được vạn bực mình. Cái điểm thiết kế là nó có sẵn rồi, thực hiện theo nhìn thấy những cái nó rõ thế nào rồi cuối cùng đào đi được như nào. Khách thì không thuê.
Thank you.
nhiều thịt nhá. Quả đấy chỉ là tí thôi, nhưng cái quả tròn tròn thì lại lại không thấy rồi. Dài dài đấy, ăn đấy. Em vẫn nợ chị 100. Tiền bình thường nhận lương trừ trừ lương các chị nhé. 100. 100 thì thế nào? Lương trừ gì? Thank you.
nóng cũng kêu kêu. Nóng hơn kia cũng kêu nè. Thank you.
nhìn vào trong phòng thì lại không thấy cái răng đâu rồi, nhìn từ đầu thì không thấy răng đâu, răng nó mất ở đâu. Đến lúc mình đến thì bảo mình làm cũng phải
dậy không? Tôi không ngủ đến biết là con này mình dậy nhưng mà bà không nghe đâu. Dậy lắm. Dậy rồi. Sữa xong rồi. Dậy rồi. Hai rưỡi là dậy. Thế là mẹ ăn vào tí nữa. Kín nào, kín cực luôn, kín xì. Đau rồi quá.
đấy, nhưng mà cửa sổ lại là biết biết cái bạt, tại vì nó liền với cả phòng bếp ở đây nhá. Xì luôn, kiếm kính kính trời quá, đau rồi. Thế là bà cứ sợ sợ. Từ từ vợ từ từ kêu mình cứ đau cả rồi. Ốp nhà sợ đâu đấy. Quanh đi còn lại những hộp đựng là dễ. Hả? Quanh đi còn lại những hộp đựng là dễ. Lần hai sẽ nhẹ hơn. Sáu lần nữa thì là lần hai. Nhưng mà
cũng cùng với cả đợt mà nó tiêm cho đợt 4 luôn ạ. Ai mà nó tiêm thì đợt 1 là đợt 2 nó sẽ gọi cùng thử tiêm luôn. Thế chị em mình ngon đúng không? Thật, chị em ngon quá. Chị em ngon quá, bây giờ trung tâm văn hóa mặt rồi đấy. Tiêm lại nó vẫn thuốc đấy lại vẫn ngon lại được sao suốt đấy. Thế nó phải giết cậu kiến ạ? Ừ, chị ngồi chờ chứ giết. Phòng rộng, rộng dãi, dưới chân cũng lạnh. Ừ, rộng dãi thoáng đãng. Nhưng mà cứ mặc áo mưa và vẫn vẫn thế mát. Mình mồm thật, áo mưa chạy người gì. Nói chung là sướng rồi. Nhưng mà thế là dễ bị đấy. Nếu mà con không biết thì lấy đi đây. Nó cái điều hòa đấy gì? Điều hòa. Chà biết. Điều hòa cây nhưng mà cửa vẫn mở thông hậu. Vừa quạt vừa điều hòa. Không thể chưa có gì chưa? Có bọn chưa đi điện máy. Đi chạy mở cửa chạy em muốn là thế. Nhưng mà cửa, đứng ngoài cửa là cách khoảng mấy mét nó mát rồi. Thế là cây cứ mở cửa thì đưa ra thì vào liên tục không? Mát lắm, sướng lắm. Nói chung là sướng mà kể cả người đi tiêm những người những người làm việc ở đây cũng sướng. Sướng mình cũng thương ấy, những người may mắn ở những chỗ như thế sướng và sướng đấy. Cùng để nhau hết em tiền nóng người nóng sướng lắm thì là ngồi chờ chết rét. Mấy chỗ đang được nhìn trong trung tâm nha, rộng rãi chỗ ngồi chờ cũng sướng nha. Ngồi vào 30 phút để ngồi chờ ngồi khám rồi ngồi chờ 30 phút thì ngồi tiêm để sướng đấy. Tiêm nhanh, đủ khám tiêm nhanh không, chủ yếu lúc chờ xuất hiện được vào khám. Mình mong chỗ. Bạn nghe có ạ, chỉ đi chậm một tí là nó cũng dẫn ra hai người này. Là cái hôm sau nhỉ? Là em tiêm nặng được rồi, mình ăn rồi. Thế bảo 12 người xong một phòng hay một ống cái tớ. Em sao này vừa ngồi hiến xong? Em thở ra này, cứ là khám tiêm, khám tiêm. Không phải, thế thì khả năng lúc đấy hiển là khả năng lúc đấy đông. Còn mình là cái đợt cuối rồi, lát đát người đến. Đúng rồi. Đúng rồi, hiển là lúc này đông thì em xong những người khác luôn, người ta làm việc tính. Nhưng đến cái lúc mà chỉ có 1-2 người đi hoặc là chưa đến 10 người đi ấy. Thì nên phải làm thế. Đúng rồi. Chứ chị nghĩ cái gì nó để là như nhau. Không biết không đúng. Thế mình đi đợt cuối rồi. Vâng. Vâng, tiêm một tình. Tiêm nhanh rồi, mới lúc được vào tiêm vào khám tiêm nhanh, chúng đợi ngoài khám không thấy. Trường nó gọi bọn chị xuống vào cứ đi thẳng tắt thôi hiện ạ, viết xong đi thẳng tắt vào là tắt khám. Cái lúc có ông hỏi điền nhanh lên chị, xong thôi chị đi. Kiểu như là đỡ về hỏi nhiều rồi, có danh sách hết rồi, cứ nhìn con ấy xuống. Thank you.
suy nghĩ thế. Chắc nó nghĩ là trong bản thân dân thì thấy cái diện ưu tiên ấy, những cái diện ưu tiên thì nó vẫn trong danh sách được tiêm thì chắc là nó sẽ được tiêm. Rồi thì tiêm thứ hai đấy. Em mới chỉ bác sĩ An Mai San Mai liền thôi. Cũng có thể làm được luôn như này đấy em. Vì có nhiều người còn chưa phải là tiêm một mũi, nhiều người là tiêm hai mũi. Hôm nay về mẹ bác cho con củ măng rồi đấy. Thank you.
mấy tập ban 4, tập 8, tập 9 á. Thế để chúng ta giảm giá mấy người nhỉ? Ngoài bán chắc giá, kiểu nó cũng hơi xét thế nào. Nhưng mà nó bán chắc giá. Không mình chưa gì sao. Khả năng chắc tinh nó. Bây giờ con xem nó không ngoài. Làm hai nó. Thầy sao vậy ạ? Về thầy còn chuyên cái kiểu thức ghét xong rồi nói như thế vào cái không sao. Không nghĩ đây là gì, các ký độc quyền. Đây thì không ạ? Như nào? Chẳng hiểu, chỉ đọc tút rồi nhưng thì không hiểu á. Vì bọn xấu, đăng ký bản quyền tên của nó. Thế chúng nó đăng ký thành công thì thằng này mất kênh, mất kênh như nào? Ừ. Không có sáng kênh này. Gửi đơn lên YouTube hay như nào chẳng tự hiểu lắm. Chú bác ấy. Thế sao là có thông tin kênh của này nó lên kênh nữa? Nó có lớn anh nổi tiếng mà. Ai đang nổi tiếng mà. Mấy triệu sắc rồi. Nhưng mà thì có cái chuyện mà lại kênh của mình cũng bảo vật được lại phát 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 lên như nào để về như thế nào? Thế nào? Thế không biết chị lên thì Hảo không? Ừ. Chị đăng ký tên là Hảo Lê. Có tên chú Hảo Lê đúng không? Ừ. Hảo Lê đây chỉ có một tiếng mấy triệu sắc. Ừ. Nào có một thằng khác nhưng chị đang chưa biết đọc được cái tên nhắn hiệu lời Hảo Lê đấy. Không được khác đăng ký là Hảo Lê. À, đúng như là cái sản phẩm mình tạo ra xong mình chưa đăng ký thì quả bản quyền là mình là người sáng tác nhưng người khác nó đăng ký mất rồi. Không được đăng ký mất, mất. Mất thì sao được tên? Mất được. Ký thì nó chỉ là cái tên cùng link kênh cùng các thứ nữa, bảo mật từ mật khẩu từ tài khoản thì tốt nó giết chứ người không giết đâu. Thế nói chung là bị xóa kênh rồi. Chưa bị xóa kênh, bán ra rồi. Tam Mau TV chứ bị mất ạ. Nhìn Tam Mau TV. Thế á? Phòng khách là cách cửa chỗ nào? Bắt đầu thang máy đi vào. Đấy đây. Cái cửa này à? Thế là chỉ bàn của cửa. Đây là cửa kính hẹp hơn.
cũng được, cửa kính cũng được mà, nhưng kính cũng được mà. Kính không. Kính không. Kính không. Chị chả cần cửa. Cho nếm mình luôn lâu cay mắt nè. Cầu thang bỏ có làm gỗ không chị? Cầu thang bỏ có làm gỗ không? Tay thì gỗ nhưng mà ấy bằng sắt. Nam sắt. Tay là gỗ. Nhưng nam thì là sắt á. Cái kiểu ấy nè. Đấy là tay vịn. Thôi bó đi lên đi xuống là tay vịn. Tay vịn nè. Cái lượn lượn này nè. Còn cái lan này nè. Lan thẳng này nè. Là sắt mà cứng. Không biết làm hoa văn là
thế này. Này hôm nay là thiên đại rồi. Em đừng biết giá được.
Các bạn đã tầm nửa tiếng rồi đúng không? Xoay này. Chiều, sáng nay vào đi, phơi nắng là nó ấm ấm nước mà. Giờ nó cũng không nắng được sân nữa rồi. Chắc nó tắm đi nữa. Cho em một vài nắng nữa. Em làm nắng sống cả. Ừ, mình hai thằng cho tắm được. Cái thằng này là vừa rồi. Cái thằng này là tốn nước. Còn là tốn nước. Cái này nó to hay không to? Vừa. Cái này là vừa. Này chỉ đấy là to ạ. Bọn em mua một cái rồi vào nhà này. Khiếp. Nó bảo tôi 3 tét nước. Nước mà kìa. Thôi vừa thế làm gì? Thì phải em mua gì? Thì phải tôi. Thì phải bạn em ấy. Khiếp. Thì vào cái nhà này. 3 tét nước mà. Cầm con này từ đây. Thế đi phải bơi còn hơn, đừng để cho chúng nó tắm chơi chơi hàng ngày. Thế là bơi thật đấy, đây gọi là bể đây này, cái đấy đúng là bể bơi đấy, các bạn em mua ấy. Cái này thì nghịch nghịch thôi, không bơi này. Chỉ 3 cái nước. Chỗ đế cũng mày. Phá ra sân à? Sân. Có cái nhà nó hơi quá, nó lửa nhà. Ba cái nước là to rồi, đúng không? Tôi con ngồi đây, toàn phỏng mơn. Đầu lên tin. Tiếp. Cũng đúng, ngồi ba cái nước. Hả thế nửa cái sân gì nữa? Nửa sân gì hả? Nhà nó hay thằng mua cái bể bể kiểu này thì nhà lại dùng được. Được. Anh chị cũng mua bể này hay thằng thích lắm. Cái gì thì hai thằng mua lên một cái. Ừ, hai thằng chị thích lắm. Bố nào biết được là mua cho này. Chán lắm. Giờ đợt đi ở một chung về chị chơi với con hơn. Hôm qua ở ngày chủ nhật đấy. Hôm sáng đi xuống nhà cho bác Tuấn một tí. Về đến đây một tí. Về đến nhà cũng dịch cái điện thoại. Không nghĩ gì con một tí vào đâu luôn. Chán. Ức chế kiểu cầm điện thoại hoặc là đánh điện tử hoặc là làm gì mà cái gì cũng to ấy. Chỉ ghét lắm. Anh hướng người khác cho mình nghe ầm ầm. Ầm nghe à. Con chả trông chả chơi. Không biết trông vợ cho ông bà làm nào cả. Vợ bận cho ông bà trông. Vợ không bận thì trông con. Chán là trông con chán thật. Y như con của ông bà cùng vợ mình đấy. Nhìn quan chán. Cả ngày là thứ nhất là ăn rồi gác chân cũng động một việc gì nó cũng làm gì con chả trông chả chơi chán thôi. Chơi đi con đi con vui. Chán. Con chơi bố. Con nó gầm gà bố ơi bố hỡi.
chú xuống như này. Bố thì ông gặp ông quay. Thế là ông chú. Xem những cái video mà làm cốt cốt pha chắc này xong sập đi nhìn ghê thật.